cột này, cắt gạch. Đi xuống đây, xuống xuống dưới kia đây. Chiều nay công trình đã nghĩa 4 người giải tấm. Nó còn một chút nữa này. Còn mấy ô nữa. Đang ghép nốt tấm sàn và đi sắt tăng cường. Em ơi. Bây giờ cái chỗ kia chưa được thì anh Tân đi hết các cái sắt to 22 cũng được. Đằng nào? Biết cái sắt to 22 cũng được. Nào? Bên này 4 cây rồi, sang bên kia luôn này. Hoặc là bên này luôn này.